lý thuyết chúng ta có những gì. Nào đầu tiên nhá, em nhìn là mục 1 này. Em thấy không? Cái phần mục tiêu ban đầu của thầy á là gồm có hai mục đúng không em? Vậy lý thuyết này mục 1 này là khái niệm về hệ phương trình bậc nhá, hai ấn. Các em chú ý với thầy nhá. Tại vì các em phải rất cẩn thận ở cái phần này. Khi các em đã nắm rõ được và nhận dạng được đúng hệ phương trình bậc nhất hai ấn thì các em mới có thể giải đúng và làm các bước tiếp theo đúng. Hiểu chưa nào các em? Vậy nhá, hệ phương trình bậc nhất hai ấn là gì? Đúng nào các em? Cứ đây cho thầy này. Nhá, các em chú ý nhá. Đây các em chú ý này. Hệ phương trình bậc nhất hai ấn là hệ phương trình có dạng. Có dạng thế nào? AX cộng BY bằng bằng C. A phẩy X cộng với B phẩy Y bằng C phẩy. Trong đó A bình cộng B bình là phải khác không? A phẩy bình cộng với B phẩy bình là phải khác không? Và X Y là ẩn số. Đây các em chú ý nhé. Các em có công nhận với thầy là AX cộng với BY bằng C thực ra đó là phương trình bậc nhất hai ẩn. Cái này thầy đã giới thiệu cho các em ở bài 1 của chương 3 rồi. Phải không nào các em? A phẩy x cộng với b phẩy y bằng c phẩy cùng là phương trình bậc nhất hai ẩn.